chào mừng các bạn quay trở lại với cơ điện acid thì bài hôm trước chúng ta đã cùng nhau thiết kế xong cái mặt bằng cấp điện này điện nhẹ này điều hòa rồi thì đến bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ sơ đồ điện sau khi sơ đồ điện thì chúng ta vẽ sang sơ đồ điện nhẹ này và điều hòa thông gió thì cái điều hòa thông gió này chắc không có gì đâu thôi cái nhà dân này tôi bỏ qua cái sơ đồ của điều hòa thông gió đi vì nó dễ mà tầng nào nắp tầng đấy mà ấy thì cái sơ đồ điện này tôi đã vẽ như này rồi tôi sẽ copy sang có copy sang copy sang rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm như nào Đấy, cả chi tiết lắp đặt nữa trong khi khối lượng nữa Đấy. để tôi copy sang nhé rồi mấy cái này để sau đi bây giờ chúng ta sẽ vào uh, phần danh mục này danh mục thì uh, không có gì đây kiểu ghi chú nhé nó sẽ uh, thể hiện tất cả những cái bờ lóc mà chúng ta vẽ trên mặt bằng đấy từ cái tủ điện này tủ điện nhẹ này bóng đau lai này đèn đau lai chống ẩm này đèn gương này đèn ốp uh, trần này đèn ép này đèn gắn tường ngoài này đèn tuyếp này đèn chùm này quạt trần này Đấy, các hạt công tắc các đầu chờ Đấy, đến các uh, cáp điện nhẹ xong đến điều hòa Đấy, về cái sơ đồ nguyên lý này nó thể hiện ở cái tủ tổng nhé cái tủ tổng của chúng ta thì đặt ở tầng 1 đây đây này cái tủ tổng này nó sẽ cấp điện cho hai tủ tầng 2 và tủ tầng 3 đây tầng 3 cho nên chúng ta sẽ vẽ hai tủ tầng 2 và tủ tầng 3 trước sau đó chúng ta sẽ cấp công suất cho cái tủ tầng 1 này đây này đây phải có được cái công suất của hai tủ này trước sau đó cấp vào đây ra được công suất như này này, đây, sau đó với chúng ta mới ra được tủ tổng của cái căn hộ này. để trước tiên để vẽ được cái sơ đồ này chúng ta phải xác định được các phụ tải trong cái mặt bằng mà chúng ta vừa rải thứ nhất là đèn này thứ hai là cấp điện này ổ cắm này và các đầu chờ các đầu chờ điều hòa bình nước uh, nóng lạnh này bếp này nó vi sóng này bơm này đấy bây giờ nhá chúng ta sẽ đi từ tầng hai trước tầng này dễ này ít phụ tải nhất đấy bây giờ nhá chúng ta sẽ có này chiếu sáng lộ một này tôi đang để 0,3 kW này một pha tầng hai đây chiếu sáng gồm những cái đèn này này. Đấy, đèn đầu nail nhá, bây giờ tôi đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 này. 8 9 10 11 này, 12 11 nhá. Bên này cũng 11 nha. nhân lên là 22 này. 23 24 25. 25 cái đèn đầu nail. Mà tôi xem ở trên này nhá, công suất là bao nhiêu? Đây, 9W này, yeah. Giờ. chưa? tôi lấy nhá. 25 nhân nhân 9 lên bằng 220 5W Ok chưa Xong cái đèn này thì cứ Để tôi xem nào 10W thì 1m Đấy 1m thì 10W bây Giờ đo xem bao nhiêu W tôi chưa New cái clip của tôi đếm vào Đây cái clip bây giờ tôi, tôi cho cái clip đây Bóc khối lượng này đây. Đấy lại không nhận rồi Tôi thử loát lại xem. Mà tôi không loát nữa mất thời gian lắm. Xem luôn trong này đi. Chiều dài này 11m. Đấy chưa. 11m. Chúng ta xem nhé. 11m với 10. 110. Cộng 225. 335. Đấy. Đèn này này đèn gương này đèn sửa này rồi đèn sửa nhà tắm tầm hai trăm rưỡi w thôi ba trăm w một bóng cộng này 600 bằng đấy mà cái bóng điện này nha chúng ta không bật đồng thời một lúc hết bằng này bóng điện đâu đấy có nghĩa là người người này dùng bóng này thì người kia dùng bóng khác có nghĩa là không sử dụng đồng thời hết tất cả các bóng này chưa can nhân không phải khoảng 500 đấy sau khi xác định được phụ tải nha chúng ta điền vào đây cho tôi đây tôi có cái bảng này này bảng này của tôi nhá chỉ cần nhập công suất điện vào là nó tự nhảy áp này nhảy dây chọn hết ở trong này được đấy bây giờ tôi sửa đi tôi sửa cái tủ này đi tủ tầng 2 Đấy. chưa? Chiếu sáng. Một pha này, một pha. Công suất này, để tôi cho 0.5 đi. Đây 0.5. Bắt đầu tự nó chọn này. 0.5 nó tự nhảy này, chưa? Apt 10A này. tổng cắt là 6 kpa này. Đấy, dây là CV này. Dây này CV, CXV hay là C C PV thì các bạn xem đây cho tôi nhé Đây, ngoài này tôi đã ký hiệu rồi Dây điện này CV này CU PVC CVV có nghĩa là CU PVC PVC CXV có nghĩa là CU PVC Đấy, thì sau khi chúng ta nhập công suất vào thì nó sẽ tự nhảy ra được cái automat và cái dòng cắt loại dây này, lõi này, đấy, đây này, dây này, tiết diện này, và ống luồn dây này, đấy, đấy, chúng ta lấy nguyên cái chỗ này chúng ta phang vào trong cái bảng tính, à trong cái sơ đồ của chúng ta, đây, đây kích thước dây nhá, có rồi nhá, kích thước dây này, đấy, có rồi, phang ngay vào đây công suất này Tiền vào đây là 0,5 cho tôi cũng được 0,3 tôi để 0,3 đấy Atoma này MCB 1 pha này 10A này Đấy chưa trong bảng tính nó tự nhảy nhé đấy 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 là phụ tải chiếu sáng nhá còn ổ cắm này ổ cắm ở đây thì chúng ta phải xem chúng ta cắm những cái gì đấy ổ cắm đâu nhỉ đây ổ cắm đây TV này tivi tầm 650 w đấy loa đài nữa tầm 300 w ký mấy cái đèn hai cái đèn ở đây nữa hai cái đèn ngủ nữa thường một cái đèn ngủ ở đây thôi vài chục quát nữa cắm đây còn máy sấy nữa Nhưng mà máy sấy dùng thì thường thì ít dùng đồng thời lắm đấy thì chúng ta xem phụ tải của chúng ta có những cái gì đây cho đêm đây một con quạt nữa cộng tổng vào xong cũng nhân với hệ số đồng thời thì nó ra được khoảng 1,5 hoặc là 2 ký 3 ký tùy các bạn tôi để 1,5 đó sau đây này tôi lại sửa tiếp vào đây nhá à, cái gì nhỉ ổ cắm rồi à được cắm này ABC đi 1,5 2,5 à Đúng không tôi để 2,5 À, 1,5 nhé xin lỗi các bạn 5. ở đây thì tôi uh, giới thiệu cũng có một cái bảng Atomat nhé bạn nào uh, chưa biết thì tôi sẽ gửi cái bảng này cho các bạn đây này cũng có hết tất cả các loại Atomat đây. Atomat đây một pha đây dòng cắt 6A này đấy một pha 6A 6 a 6 k này chưa dòng cắt 6A này dòng cắt 10A này 15 k này Đấy. Tôi sẽ đính kẹp cái bảng này vào cho các bạn. Đây, quay trở lại với bảng tính của chúng ta, 1,5. Đấy. Tự nhảy luôn. Cũng 10 uh, 10A 6K. Những cái ổ cắm này của tôi ấy, tôi sẽ chọn nên RCBO để giả cái ad này là là ad chống dòng dò khi mà dò ra ấy, khi mà có dòng dò ấy, chúng ta bị giật thì nó tự động ngắt át này này rất là an toàn nhưng mà nó sẽ đắt hơn đắt hơn nhiều trong cái file vừa nãy tôi cũng có đấy trong cái file automat vừa nãy tôi cũng có đấy thì các bạn nghiên cứu của tôi còn cái ad cbo là gì thì chúng ta có thể lên google search có rất nhiều thông tin đấy. rất nhiều thông tin quay lại với cái sơ đồ nhá ổ cắm lộ 1 và 2 này cho giống nhau hết đi đấy ổ cắm lộ 1 và 2 hai bên đấy bên này và bên này điều hòa này điều hòa thì tôi đang dùng điều hòa mấy nhỉ à, như hai con 18.000 phải Đúng rồi, hai con 18.000 thì công suất điện nó khoảng 1,8 kg. Đấy, 1,8 kg. Tôi bây giờ tôi điền vào đây này. Điều hòa này điều hòa này à chúng ta có hai lỗ cắm đi nhỉ rồi đấy điều hòa này a b c này xuống a tiếp này 1,8 này đây 16 a 6 k đâu nhỉ đây đây 16A 6 k nhá, nhưng mà điều hòa nó là động cơ nhé tải động cơ nhé cho nên tôi chọn lên 20A cho nó chắc. Đấy. Hai nhé. điều hòa phòng ngủ này, hai điều hòa, ok chưa? Bình nước nóng này. Đấy, 2,5 kg. Cũng nên 20A 6 k luôn. Để các bạn bấm 2,5 kg vào đây xem nào. ABC đi. Đấy. 2,5 kg. Đây nên 20 này. Được chưa? Cái này 1,8 điều hòa này. Điều hòa này, bình nóng lạnh này. Bình nước nóng. Đấy cũng hai cái bình nước nóng 2,5 kg ABC này, AB C này. A này. Mấy rồi nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Và chúng ta dự phòng một Atomat 20A Dự phòng Thì không cần ghi vào đây đâu Bây giờ nhá Tôi xóa này đi này Đấy Đây tôi để ABC thôi Đây này công thức nó linh hết với nhau nhá Các bạn nhìn này đây này có nghĩa là cái tổng uh, tải của cái tủ tầng 2 nó là 12,1 đúng không đây 11,9 khoảng 12 đấy nó khoảng 12 thì P tính toán của nó tôi đoạt thể số đồng thời là 1 đi P tính toán của nó là 12 đấy nên đây này linh với nhau nên P điện này P tính toán này cốt phi này U này 0.22 này chưa 220V đấy một pha ra được này, MCB này, 80A này, 18 k này. Cái này 18 tôi xóa đi nha, tôi tự chọn 10 k Đấy. Đấy. Nhưng mà nhá, vừa nãy tôi bảo nó có hệ số đồng thời nha, tất cả các phụ tải này nó không chạy cùng một lúc. Cho nên là chúng ta lấy phụ tải nhân vào đi. Đây là tôi đang lấy 12 lên nhân vào bao nhiêu? Nó không phải 5 thì phải. 11,9 nhân 0,6 đi. 7 vậy là 5 rồi, 0,5 rồi. Đấy. 1,9 x 0,5. Đây. Tôi đang lấy phụ à, hệ số đồng thời là 0,5. Thì tôi được à, 6 ký 5,95 kW của cái tủ này. Đây, ca đồng thời tôi 0,5. Ok, 0,5. Nhầm. Rồi, 0,5. Đấy, 0,5. Cái này này, tổng vào này. chưa? vừa nãy thì tôi để ở đây là 0,3 thì đây mới là 11,9 thì tôi nên 0,5 thì nó là 12,1 đấy đây này 40A này 10 ka này chưa yeah. CVV này tự chọn dây luôn kích thước dây này nhá kích thước dây từ cái tủ tầng 1 đến tủ tầng 2 ấy, thì là đây đấy tí nữa tôi vã cái dây này tôi tán thẳng vào trong cái, cái chỗ này này đây là kích thước dây này đây thì các bạn nhìn nhá đấy Táng vào chỗ này nhá và chỗ này cũng phải ghi nhá từ tủ tầng uh, tủ tổng tầng 1 đến muốn đây này kích thước dây này này đấy kích thước dây tôi ký hiệu đây này cái dây này này từ tủ tầng 1 đến này này đấy đi trong ống hai năm này đấy hai năm ống hai năm này tôi lấy từ thẳng từ cái bảng tính thì tôi uh, múc vào trong cái sơ đồ này thôi chả có gì cả đấy lộ một đây là một đây chiếu sáng là một này đấy thì các bạn mới hiểu là cái chiếu sáng là một nó ở đâu đấy chiếu sáng tầng 2 lộ một nó là cả cái tầng 1 à tầng 2 này, đấy một lộ Đấy. Ổ cắm này, S1 này, lỗ S1 này. Ổ cắm lỗ S1 này, đây, ổ cắm lỗ S1 đây, là bên bên vế phòng này, phòng bên trái. chưa? Ổ cắm lỗ S2 này. Đấy. Nó là lỗ bên phải nhá, cái này là S2 nhá, không phải S1 nhá. Đấy khi mà chúng ta thiết kế thì không tránh khỏi được nhầm lẫn mấy cái ký hiệu này đâu cho nên chúng ta khi nào vẽ xong hay vẽ đến đâu thì chắc đến đấy chúng ta phải kiểm tra lại bởi vì thiết kế là không không tránh được sai sót khi các bạn vào sau này các bạn làm thì các bạn biết thôi thế nên mới sinh là, là tư vấn thẩm tra để kiểm tra lại bản vẽ của của các bạn đấy chưa xong cái tủ này chưa đấy các bạn thể hiện như tôi nhá dự phòng một Đấy, nước uh, nóng lạnh này đấy, nóng lạnh một nóng lạnh hai này đấy chọn áp trong các bạn điền vào đây này dễ chưa có cái bảng tính này siêu dễ nhá chúng ta chỉ cần uh, chọn uh, pha này abc hay là bao nhiêu đấy abc này xong nó điền uh, công suất vào xong nó tự nhảy automat ra cho chúng ta chọn đấy cái bảng tính này rất là tiện đấy Ba pha thì là ABC, đây. Còn một pha thì cứ ABC chúng ta vã thôi Đấy, nó ra hết. Ok chưa? Xong một cái tủ điện nhá. Đấy, những cái mà thông tin ở trong đây này, Automat này, lộ này, cái lộ này thì treo cái mặt bằng chúng ta ký hiệu trên đây này, Automat này chỉ có trong phần này rồi. Đây này, automat này, cột này chọn này. À nhầm, xin lỗi. Cột này chọn này. Đấy, cái cột X chọn này. Đấy. Công suất này chúng ta tính ở trên mặt bằng ra nhá. Này, kích thước dây này, kích thước dây ống luồn dây này có hết ở trong đây này. Đấy. AQ và AP hai cột đấy. Đấy, còn tên của nó thì các bạn tự ghi vào. Xong chưa? Tương tự tầng 3 Tầng 3 nó khác ở cái là có cái bơm tăng áp. Đây này. Bơm tăng áp không phải 5 kg. Thì tôi uh, đang đặt ở đây này, đâu nhỉ? Đây, bơm tăng áp tầng 3 thì tôi nối dây lên uh, tầng tum. Cho cái bơm tăng áp. Đấy. Thì cái phần tủ điện này dễ rồi tôi không uh, thể hiện nữa nhá. Các bạn uh, tự thể hiện đi bởi vì là uh, là là có hết trong cái bảng tính này rồi. Đấy. Các bạn điền vào điền thông số vào trong này thì nó sẽ hiện lên tất cả atomat dây dòng cắt các thứ xong các bạn copy vào trong sơ đồ này cho tôi thôi đấy at uh, của tầng 2 là mcb 2p 40a chưa tầng 3 3 a tầng 3 nó ít hơn bởi vì là nó bên này nó không phải phòng ngủ mà là phòng thờ thì nó ít phụ tải hơn đấy ít hơn một cái điều hòa đấy, thành ra công suất của nó nhỏ hơn đấy sau khi tính được tủ tầng 2 và tầng 3 tôi vã luôn vào trong này hai tủ đã tôi vã luôn hai tủ đã automat các thứ ở dưới tủ kia có rồi vứt ném vào đấy được một cái cụm này nhá được cái cụm này đấy, đổi màu đi nhìn cho nó khác tầng một những phụ tải gì chiếu sáng này dễ chưa giống như vừa nãy tôi hướng dẫn nhá ổ cắm này dễ chưa ổ cắm bếp này đấy chọn Cbo cpu chưa đầu chờ cho bếp từ này bếp từ 4 ký này đấy ném 4 ký vào đây ném 4 ký vào trong này tôi ví dụ nha tầng 2 tôi xong rồi nha thì bây giờ tôi cóp tiếp rồi nha thêm tủ tầng tầng 2 tầng 3 nhá tầng 2 tầng 3 thì các bạn tự đổi ở đây là tầng 2 xong rồi các bạn copy xuống ghi tầng 3 nhá. Ở đây tôi đang làm tầng 1 này. Biệt từ này các bạn ném vào 4 ký. Đấy, 32A 6K. Đúng 32A 6K chưa? Đấy, dễ chưa? Ống luồn dây các thứ này, kích thước dây này ở hết trong bảng tính. Dây 6, ống luồn 20 dây 6 cũng luôn 20 đấy đơn giản chưa với cái bảng tính này thì các bạn không phải tra bất kỳ một cái... cái cái cái, cái tài liệu ở đâu cả web ở đâu cả đấy bếp từ này bình nước nóng này một bình nước nóng này điều hòa phòng khách này đấy, điều hòa phòng bếp này hai cái 24.000 thì công suất điện nó khoảng 24 kg xong một nội dự phòng dễ chưa Bảng tính thần thánh nhá xong được uh, đây nhá đây cũng là cái tủ tầng 1 coi như cái vế này này cái vế ở trên này này nó cũng giống y hệt với cái uh, hai cái này luôn đấy y hệt như hai cái tủ này nó chỉ thêm uh, một uh, hai cái tủ ở dưới này nữa thôi chưa đấy át tổng này sau khi tính uh, các phụ tải xong thì trên này nó hiện át tổng lên trên này này Đấy. Chọn. Đơn giản chưa? Cái nhà dân này nhá, chúng ta không được chọn là ad quá 80A đâu. 3 pha trở lên thôi. Nhà dân này 1 pha. Đấy, sau khi tính ra được 18 kg này, tôi cũng nhân với 0.5. Vì tất cả các phụ tải không bao giờ bật cùng một lúc cả. Đấy, tôi chọn được, được automatic. Tôi biểu diễn mà thôi. Biểu diễn như nào thì tùy kỹ năng của các bạn nhé. Kỹ năng két của các bạn tốt đến đâu thì các bạn biểu diễn. Xong sơ đồ điện nhá. Ai còn thắc mắc gì nữa thì nhắn tin Zalo cho tôi. Đấy, chúng ta có hết cái bảng tính thần thánh ấy rồi. Không sợ nữa. Sau đó đến cái sơ đồ của điện nhẹ. Rất đơn giản. Hai cái này là từ ngoài đường nó cấp vào rồi. Đấy, anh anh internet anh đến anh các thang này anh câu cho vào này chưa đến các ship này modem này đấy yeah, nhà các bạn thôi bạn sinh viên nào mà đam mê tí gọi là tí máy tính ấy, thì biết hết cái này có gì đâu đấy năm một modem này xong đến switch chia này chưa đầu ghi này đấy xong đến nhà tầng 1 nhá tầng 1 tôi có cam từ cam 1 đến cam 3 đấy, tôi thể hiện vào đây dây cấp đến uh, dây loại dây cập đến cam 1 đến cam 3 tầng 1 tôi có 3 cam 1 cam 2 cam 3 cam đó sơ đồ nguyên lý là những cái gì thể hiện những cái gì mình vẽ trên mặt bằng thì mình thể hiện cái sơ đồ để người ta biết à, tầng 1 đây có 3 cam ok một tivi tầng 1 này có một tivi này đây, một cái đầu wifi này, một cái camera đầu mạng này. Ok, tầng 1 có những thiết bị như này. Đấy. Thể hiện lên cho người ta biết. Tầng 2 tương tự đấy TV 1, TV 2 này. Một cam này, cam hành lang này. Đấy, LAN một LAN 2 này. Chưa, wifi này. Tầng 3 tương tự. Xong, dễ chưa? Sơ đồ nguyên lý điều hòa thì không có gì đâu, tại tôi lười vẽ thôi sơ đồ các bạn có thể xem ở trong cái mấy cái bản tính à, đây này đây này thiết kế điều hòa nhà phố phần 1 phần 2 của tôi này, này tôi thể hiện tất cả các sơ đồ trên đấy thôi bạn thể tham khảo nhà này thì nếu mà ai kỹ ra thì thêm mà thôi tôi lười tôi không ghi vào đâu thế là chúng ta đã xong mặt bằng này xong được sơ đồ nguyên lý này điện và điện nhẹ này xong được thuyết minh và ghi chú chung này đấy bây giờ đến danh mục bản vẽ à đâu còn cái này nữa còn chi tiết lắp đặt nữa chi tiết lắp đặt thì trong công trình của chúng ta có những cái nào thì chúng ta gắp vào đây gọi là điển hình thôi nhá chứ không phải là chi tiết lắp đặt của một vị trí đâu tôi ví dụ nhá Nha. ví dụ đâu nhỉ à... đây tôi ví dụ đây cái điều hòa này đi đây treo tường này đấy ống nước ngưng của nó đi âm tường này ôm chạy trên chân giả này đấy đâu nhỉ điều hòa đâu nhỉ đây đứng gừng đây. đây có cái chạy trên trần này có cái này chạy âm tường đây đến đoạn này nó lại âm tường đây nó khác nhau nhé cho nên thì ghi là điển hình đấy nhá điển hình có nghĩa là dùng chung cho điều hòa còn đến thi công nào là có biện pháp thi công người thi công người ta nhà thầu người ta sẽ có biện pháp thi công của người ta đấy gọi là chi tiết điển hình dùng chung cho cả nhà thôi đấy còn thống kê thì cũng càng dễ Thống kê thì chúng ta có một cái clip Gọi là clip bóc khối lượng mà tôi giới thiệu trong cái bài này này Bóc khối lượng đâu nhỉ Đây clip này Hướng dẫn đoán clip này Trong này tôi đã có cái bộ clip bóc khối lượng tôi Ví dụ nhá đèn downline này 67 cái tôi không ngồi tôi đếm từng cái một đâu Đâu nhỉ đây có hai cách cách thứ nhất là các bạn select similar này các bạn copy ra ngoài cho tôi copy ra ngoài thì chúng ta sẽ bị lẫn những cái đèn mà trong nhà đây này trong nhà tắm cái này là hai cái đèn này là hai đèn chống ẩm thì nó khác với cái đèn ở ngoài này đấy cho nên là chúng ta kỹ ra thì chúng ta phải dùng hai cái bờ lóc khác nhau để copy cho nó khác đi đến lúc mà chúng ta com nó khác đi ở đây có 6 cái đúng không 6 cái Tôi xóa đi 6 cái 1 2 3 4 5 6 đấy bây giờ này tôi quét hết tất cả này tôi bấm xóa lên này e này enter này ở dưới nó hiện là 67 này đã xóa 67 này chưa đấy chúng ta vã 67 vào đây cho tôi đấy cách thứ nhất cách thứ hai dùng clip bóc khối lượng bkl chọn đối tượng cần chia Để thế nhỉ à, clip này của tôi khác rồi đây tôi uh, load lại nhé rồi tôi có clip bkl bkl đấy tôi quét hết đi chèn ký hiệu này chèn chiều cao này 300 đi ối nhầm làm lại nhá trên ký hiệu là chiều cao 500 đi rồi tích một điểm đây nó ra cái bảng này đấy ra hết những cái bảng này đèn đầu này đâu chưa? đây đèn đầu này này nó đếm này 72 cái này chưa trừ những cái trùng nhau đi cái trùng nhau vừa nãy tôi bảo là đèn uh, chống ẩm đấy thì nó ra được thôi nhanh chưa có tất cả các ký hiệu ở đây. Các bạn biết đây vì sao nó lại ra được uh, 5 cái này không? 1 2 3 4 5 này. Bởi vì nó là block uh, block động. Đây này. Block động. Đấy. chưa? Yeah. Nó sẽ đếm thành 5 cái block. Thì chúng ta khi làm block ấy phải viết vào đây này điều hòa bao nhiêu nghìn này thì nó ra này đấy cái điều hòa này thì ít nhé thì chúng ta có thể tự đếm tay được còn những cái đèn ấy đèn và những hạt công tắc này này đấy nó nhiều thì chúng ta phang luôn ở trong này vào cho tôi cũng được đấy cái clip này rất là hữu ích đấy đèn gương bốn cái này qua thông mùi ba cái này đấy ra được cái bảng này thì chúng ta ra được cái bảng này Đấy, công tắc này. Dây điện này có những loại dây nào này? Dây kích thước bao nhiêu này? Thì các bạn xem ở trên uh, sơ đồ này nhá, có bao nhiêu kích thước dây nhá, các bạn liệt kê hết ra cho tôi rồi. Đấy. Sau mà củ chuối nhất đấy, thì các bạn phải biết được là cái từ cái thiết bị đấy. Đây là chính là những cái dây này này. Các bạn đo. Đấy, xem chiều dài nó là bao nhiêu. Đấy. Ví dụ đây này chưa xong rồi từ những cái mà đang nó đang đi trên trần nhá các bạn phải còn chọc xuống chọc xuống dưới ổ điện nữa cơ đi âm tường nhá đây này ví dụ như này đây này ổ đây này từ hộp đấu nối này trên trần này đấy chúng ta phải có một cái đoạn này nữa từ trên hộp này xuống ổ cắm đấy một đoạn này chúng ta phải cộng thêm cái đoạn này nữa đấy đếm trên trần cộng thêm cái đoạn này nữa cơ chúng ta sẽ ra được chiều dài dây điện đấy ống PVC tương tự đế âm thì bao nhiêu công tắc thì bao nhiêu cái đế rồi đấy dây điện 2 x 6 nó từ thiết bị đến tủ điện hoặc đến ổ cắm đấy chưa mạng thế mạng dài bao nhiêu thì chúng ta ghi vào đây bao nhiêu cái đầu này mô đen bao nhiêu này tủ này đấy bao nhiêu switch này chưa cắm này cáp này bao nhiêu cái này atomat này atomat này thì chúng ta đếm trực tiếp ở trên cái sơ đồ này bao nhiêu atomat ví dụ đây này một hai ba bao nhiêu đây bốn năm sáu bảy tám ví dụ nha tám cái atomat 10 a 6 k này chúng ta thì chúng ta vã đây là 6 cái đấy ví dụ như thế nhá đang ví dụ đấy đấy tủ điện tầng một hai ba và nhiều cái thì các bạn ném vào đây cho tôi. đây đến chống xe này cọc tiếp địa này. tôi đã ký hiệu uh, kích thước ở trên bản vẽ là mấy cái rồi đây bảy cái này, đấy hai, uh, hai 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 bãi một hai ba bốn năm sáu bảy đấy chiều dài bao nhiêu uh, chiều dài nè hai năm mét đấy vã và luôn vào đây hai năm mét chiều dài hai năm mét đấy thép nhá mà kém nhưng mà đây nó bị lỗi phông đấy Đấy bảy cái Ném luôn vào Kim thu xét Ở bên trên này tôi cũng đã có ký hiệu rồi Đấy Quy cách như nào Kim thu xét Chiều dài kích thước như nào Đấy Phang thẳng vào trong cái này cho tôi Đấy Và Phần điều hòa thì cũng dễ thôi Bao nhiêu điều hòa 18.000 này Bao nhiêu điều hòa 24.000 ném vào Mấy cái Đấy, bao nhiêu điều hòa thì bấy nhiêu cái điều khiển từ xa. Rồi, ống uh, điều hòa này. Bao nhiêu ống D6 nhân uh, với 12,7 này. Hai cái ống này nó đi liền nhau nhé, đi cùng nhau. Đấy, cho nên chúng ta phải đo nhá Đo như này. Đấy, ví dụ cái đoạn này. Đoạn này dài 18 mét. Đấy, có nghĩa là cái ống D6,4 này là 18 mét kèm theo 18 mét ống 12,7 đấy là hai ống đi cạnh nhau mà các bạn hiểu chưa đấy Còn bạn nào chưa hiểu thì nhắn tin zalo cho tôi tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp bảo ôn này bao nhiêu dây ống ga thì bấy nhiêu cái bảo ôn đấy bơm thoát nước ngưng hai cái dưới tầng 1 này đầu giá đỡ tầng nóng này giá nóng này năm bộ này năm cái năm giàn lạnh thì năm giàn nóng thêm năm người giá đỡ bơm uh, bơm thoát nước ngưng hai cái dưới tầng 1. Đấy. Cái bộ này thì tầm khoảng 4 đến 500 nghìn nghìn một bộ thôi. Vật tư này, băng dính keo quấn này. Tôi ghi một lô đi, bởi vì tôi không biết bao nhiêu đâu. Không biết dùng bao nhiêu, tùy người ta thi công nhà nào thôi. Tôi ghi một lô. Người ta thích dùng bao nhiêu người ta dùng. Ông đơ ngưng một này, đây đo từ cái này. Đo từ cái này xuống đây này, cái ống này này. Đấy tương tự như kiểu cắm điện nha đang đi trên tường này đến đây nó hạ cốt xuống cách sàn 100 mm đấy tính thêm cái đoạn từ trên tường xuống nữa đấy bao nhiêu ống thì bao nhiêu bảo ôn vật tư cũng thế thôi ống UVC D110 này đấy chưa PVC d ở đâu đây này chính là cái đoạn này này chính là cái này này đây, cái này này sau khi trên mặt bằng đếm xong nhé chúng ta phải đếm từ trên mái nữa trên mái xuống nữa có nghĩa là từ trần tầng 2 nên nên uh, tum này đấy, chúng ta phải đếm cái đoạn đấy nữa thì chúng ta sẽ ra được cái ống đêm upvc đêm 100 này nối mềm này nối mềm thì có bao nhiêu cái quạt có ba cái quạt mà nối mềm nó quy định là một uh, cái nối mềm không được quá 3 mét Đấy, thì chúng ta lấy 3, 3 mét nhân với 3 cái quạt thì chúng ta ra được khoảng 10 mét thôi đấy dễ chưa đơn giản vậy thôi sau khi chúng ta trình bày xong được mặt bằng này thì chúng ta làm danh mục bản vẽ này đấy, ký hiệu như nào. như nào như nào đấy xóa này đi nhá là chúng ta đã hoàn thiện được cái bảng cái cái, cái phần thiết kế này sau đó chúng ta sẽ ghi đây mặt bằng chiều sáng tầng 1 này, tầng hạ tầng 1 này, tầng 2 này. Đây, chiều sáng tầng 3 này. Đấy, cấp điện này, tầng 1 này, tương đương cấp điện nha. Đây chống xét này thì tôi copy luôn sang. Các bạn uh, xóa đi làm lại cũng được Và các bạn copy nguyên thành một cái bảng bản mới. Và các bạn nhìn theo các bạn uh, thiết kế theo. Đấy. Điều hòa chưa có này. Điều hòa à điện nhẹ đó chứ. Điện nhẹ này hồ hòa để tôi com luôn này đấy com luôn điều hòa đi đấy đang trùng nhau nha tôi xóa bớt đi một cái đấy điều hòa đi nhẹ xong chưa xong khoảng 90 phần trăm bản vẽ rồi nha 10 phần trăm là làm xét in ấn nữa cái phần xí xét in ấn này tôi sẽ làm trong một video sau thì hôm nay tôi xin dừng video tại đây ờ, Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong quá trình uh, thực hành ấy có cái gì khó thì có thể nhắn tin trực tiếp đến Zalo cho tôi để tôi hướng dẫn các bạn Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại